Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì mình đến đây để mình gặp Thạch Vũ nha cả nhà. Thì hôm nay là Thạch Vũ bán ở địa điểm này. Đó, hiện tại Thạch Vũ đang soạn mấy cái đồ bán của Thạch Vũ. Xin chào Thạch Vũ. Dạ em chào anh. Biết ai không mà chào? Dạ, biết, nghe tiếng em quen, nghe tiếng là thấy quen rồi phải không? Dạ. À, Vũ khỏe không Vũ ơi? Dạ em khỏe. Em bữa giờ bán đỡ không? Bán nha. À, bữa giờ bán đỡ không? Dạ bán Tết, bán gần Tết rồi bán thấy nó chậm quá anh. Chậm hả? Dạ. Em phải bán thêm cái gì chứ hôm nay bán cái gì nè? Nói bán dây khăn giấy rồi mì gói rồi hả? Hôm nay lẽ ra là em không có đi về đâu, tại vì hôm nay là đúng ra là em đi học cho nên là em sẵn đem thấy nó gọn, chứ thật sự là em thường thường đi chiếc xe. À. Để chiếc xe có cái lo đó, nói chung là nó có hơi đẩy đi cho nó dễ. Dạ, à. Còn cái này thì mình đi vậy á, mình đi học thêm cái điện thoại á. À, để mình học biết thêm đó. Để sử dụng điện thoại. Dạ, để sử dụng á, cách sử dụng á. À. Rồi em đã chuẩn bị ăn Tết cho gia đình chưa? Dạ em chắc là cũng đi bán bình thường rồi thì nghỉ mùng 1 thôi, còn mấy ngày Tết thì vẫn bán bình thường. À. Em không có ngày nào Tết. Rồi hôm nay anh đến để gặp Vũ để hát tặng cho khán giả. Và chắc anh nghĩ là trong cái dịp này thì khán giả chỉ mong muốn nghe nhạc xuân thôi. Không biết Vũ có thuộc nhiều bài nhạc xuân không? Dạ nhạc xuân thì em cũng không có chuyên, không có thuộc nhiều lắm. Nhưng mà em cũng chắc biết được một số bài thì cũng hát. Thì tặng cho khán giả một bài trước tiên đi ha. Rồi xong rồi sau đó mình về học tiếp mà. Dạ về học tiếp đi, tại em nói chung là em thuộc nhạc bolero thì nhiều, có nhạc sân thì nó hơi ít, giống em ít lắm. Ok, hôm nay mình thuộc bao nhiêu mình sẽ hát bấy nhiêu ha. Dạ. Rồi vậy hôm nay Vũ có thể hát bài gì tặng cho khán giả? Dạ thì em hôm nay là nhân dịp Tết xuân về, Tết rồi đó thì coi như là ngày mai là Tết rồi. Thì em chúc cho bà con cô bác một năm mới an khang thịnh vượng. Thì cảm ơn những tấm lòng vàng đã yêu thương ủng hộ em. Thật ra thì trên đây thì cũng không biết xưng em hay xưng con, tại vì xưng em đi, mình xưng em chung chung đi. Tại vì em cũng xin cảm ơn mọi người ủng hộ em rất là nhiều. Thì em gửi lời cảm ơn quý vị. Em xin tặng đến mọi người một bài hát là Mùa xuân lá khô. Dạ thì dịp mùa xuân lá khô đi, bài này em cũng mới vừa học qua thôi. Ok, thì hôm nay như thường lệ là cả nhà đây cũng loa TK nha cả nhà. À cả nhà mình cứ hỏi hoài cái vụ loa TK này, nó T18 nha cả nhà. Thì cái chiếc loa này á là loa TK thương hiệu TK. Alo. Đó, cục T18 là cái mã số của cái loa. Đó cả nhà thấy không? Cho nên cả nhà mình hay hỏi thăm trên kênh mình có giải thích rồi. Nhưng mà có nhiều người không có xem được những cái clip mình giải thích đó. Đâm ra có thể là mua bị nhầm loa giả trên thị trường là chỉ để T18 thôi và số điện thoại khác nha. Còn cái này loa TK nè, thương hiệu TK nè, đó chữ T và chữ K dính nhau. Alo 124 alo nghe cái nhà thích mua thì cứ hỏi là chiếc loa này giá 4,5 triệu nha cả nhà. Alo nghe nó ấm là... alo nghe nó ấm không có xài được đâu đó. Rồi, bây giờ xin mời cả nhà mình nghe Thạch Vũ hát nha. Trở lại vùng hành quân, vùng xa xôi đá sỏi biết buồn. Ba tháng hậu phương yên bình, tuy vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa lạnh sang đông. Đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng như mong tình nhân. Kiếp chúng tôi như kiếp sông dài,
trôi đi miệt mài nào ai biết cho ai. Tôi đến đơn vì lại đi nhọc hơi đau đếm mọi tháng ngày, khi cánh dù mang tin lại những lá thư sinh hầu tuyến, tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân sang. Ở đây không có hoa mai, không có hoa đào trang điểm trần ai, những lá khô rơi xuống âm thầm như trong một lần lòng tôi biết yêu đương. Em tôi không đẹp như người từ, không áo xanh áo đỏ thơm hương, quen trên đường chiều lá khô rơi. Ôi ngọc ngà giây phút chung đôi, lá ơi sao trôi trên dòng suối trời, cho tình cờ anh lính làm thơ. Lời thơ em như hơi thơ, khi em nguyện chờ một người còn xa. Tôi đã quen rồi chuyện đi, và quen xa ánh đèn phố thì nên dấu mùa xuân đơn vì không bánh ngon không rượu quý, tôi nào nghe thấy lành trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thiếu người thương. Em hỡi em khi chiến tranh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Em tôi không đẹp như người từ, không áo xanh áo đỏ thơm hương, quen trên đường chiều lá khô rơi. Ôi ngọc ngà giây phút chung đôi, lá ơi sao trôi trên dòng suối trời, cho tình cờ anh lính làm thơ. Lời thơ em như hơi thơ, khi em nguyện chờ một người còn xa. Tôi đã quen rồi chuyện đi, và quen xa ánh đèn phố thì nên dấu mùa xuân đơn vì không bánh ngon không rượu quý, tôi nào nghe thấy lành trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thiếu người thương. Em hỡi em khi chiến tranh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay.
Em hỡi em, khi chiến trinh dài xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay, nói nghe này Vũ ơi, anh nhân dịp đầu năm mới anh lì xì cho Vũ 1 triệu nha, thay mặt cho kênh âm nhạc lì xì cho Vũ 1 triệu. Dạ. Chúc em thật nhiều may mắn nha. Dạ em cảm ơn nhiều, cảm ơn quý vị khán giả cũng đã xem trên YouTube, em cảm ơn rất nhiều, em nói chuyện dở lắm.